Đây, xin chào tất cả các bạn, mình đang có một lóc học xích nha. Đây, bây giờ mình sẽ quay từng cái để các bạn lựa nha. Nó có mã số hết nha các bạn. Đây là cái số 1. Đây, cái số 1. Tiếp theo là cái số 2. Cái số 3. Đẹp đấy nha. Riêng cái số 4 đây này nước sơn sơn lại rồi, không phải nước sơn zin nha. Cái số 5. Cái số 6. Cái số 7. Ok, bây giờ mình sẽ lật ngửa ra. Đây. Cái số 1. Cái số 2. Những bạn nào muốn coi kỹ thì các bạn tua lại các bạn coi nha. Cho nên nhiều quá. Đây, cái số 3. Cái số 4 là nước sơn sơn lại rồi nha. Còn tất cả là nước sơn riêng nhé. Cái số 5. Những bạn nào mua cái nào thì đánh dấu giúp mình nha. À, đẹp hết. Cái số 6. Cái này màu bạc. Cái số 7. Này màu bạc. Cái này thì màu nhớt có ba cái màu nhớt. Tất cả các tay thì gắn chung hết tất cả các đời xe, miễn phụ ba tầng là xài chung hết nha. Cái nào gắn ốc vít là nó vừa khít hết. Nó khác nhau đời nên cái màu nó khác nhau thôi. Còn lại xài chung hết, muốn gắn cái nào cũng được nha các bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn. Nhớ bấm vào nút đăng ký để thường xuyên theo dõi kênh video Phụ Tùng Linh Xe Cấp phía dưới nha. Xin chào tất cả các bạn, vừa mới về được một cặp lốp Inu vỏ gai mãng cầu nha. Đây, cặp lốp này gắn cho xe rim Thái là tuyệt vời. Nó một cái lốp là 225 với 250. Rất là đẹp, thấy nhìn cái gai của nó nè. Đó, gai của nó còn rất là đẹp, thấy không? Gai của nó còn nguyên những lông lá rồi, còn ok hết. Đây, Inu nha, Inu Thái theo xe. Đây, Shopee. Đây là hiệu Inu Thái theo xe. Mới đền thay la. Đối với vỏ theo xe thì không có thể so sánh được với cái lốp mới bây giờ, cặp lốp Inu mới bây giờ của Việt Nam sản xuất nó chỉ có 400.000 một cặp. Lốp Inu Thái sản xuất mới là 700.000 một cặp. Rất là rẻ nha, rất rẻ. Cậu này rất là mắc tiền nha các bạn. Cái này mà gắn vô xe được rim trùm bầy là thôi quá tuyệt vời luôn. Gắn vô xe cúp cũng được luôn. Nó gắn được cho xe cúp 50, 70, 90 thì ok nha. Rất đẹp các bạn. Này gắn cho rim Thái mới giá trị. Tại vì xe rim Thái là cái xe mấy trăm triệu nó mới giá trị. Còn gắn vô xe cúp thì nó giá trị hơn cái xe. Nên nó hơi căng. Ok, rất đẹp nha các bạn. Vỏ chỉ có một cặp duy nhất thôi. Các bạn nhanh tay liên hệ để đặt hút cặp vỏ về cho mình nha. Ok, cảm ơn các bạn. Và các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để thường xuyên theo dõi kênh video Phụ Tùng Riêng. Mỗi khi mà mình có sản phẩm mới về là chúng ta sẽ nhanh tay chúng ta mua liền được nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.